Bầu Thủy tiết lộ góc khuất của Hồ Văn Cường, tuyên bố một câu gây ngỡ ngàng về con nuôi Phi Nhung. Hồ Văn Cường sau khi rời khỏi công ty của Phi Nhung càng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nam ca sĩ được rất nhiều người hỗ trợ, đặc biệt là Ngọc Sơn và Bầu Thủy. Họ không chỉ mời quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 đến nhà cùng ca hát mà còn tổ chức show cho nam ca sĩ biểu diễn. Ông Hoàng Nhạc Xến cũng đã chỉ dạy rất nhiều về cả cách sống lẫn kỹ thuật show cầu học trò mới này. Tình cảm đặc biệt mà Bầu Thủy, Ngọc Sơn dành cho Hồ Văn Cường khiến fan của nam ca sĩ rất cảm kích. Mới đây, doanh nhân Đức Thủy, sinh năm 1976 lại gây chú ý khi có chia sẻ đầy xúc động về con nuôi Hồ Văn Cường. Trên trang cá nhân, Bầu Thủy tiết lộ chuyện năm xưa khi Hồ Văn Cường đi thi Việt Nam Idol Kids, mẹ ruột đã phải vay bà con 500.000 đồng để có chi phí đi đường. Giờ đây nhìn lại đã một hành trình rất dài tối qua. Anh cho rằng đó là khoản đầu tư rất xứng đáng của mọi người. Cụ thể, Bầu Thủy chia sẻ, cảm ơn bà con ở Gò Công đã cho mẹ của Hồ Văn Cường vay 500.000 để có tiền đưa cháu đi thi. Vì vậy mới có Idol Kids Hồ Văn Cường 2016. Đây là khoản đầu tư 500.000 hiệu quả nhất của bà con Gò Công năm 2016. Hồ Văn Cường là món ăn tinh thần của nhiều khán giả. Đính kèm đó là clip ngắn từ năm 2016. Thời điểm đó, Hồ Văn Cường vẫn còn là một cậu bé quê chân chất tham gia một cuộc thi lớn, xuất hiện ở truyền hình. Nam ca sĩ năm xưa càng khiến mọi người thêm xúc động hơn. Con nuôi Phi Nhung thực sự đã đi lên từ con số 0, nỗ lực không ngừng nghỉ suốt nhiều năm trôi qua. Dưới phần bình luận, biết trước sẽ có người đá xéo sang chuyện khác nên Bầu Thủy nhanh chóng chặn lời. Đại gia Facebook không bình luận động chạm đến bất kỳ ai, tranh. Anh còn chia sẻ thêm, thần tượng của tôi rất yêu con người hiếu thảo của mẹ cha. Cư dân mạng hy vọng với sự nâng đỡ của Bầu Thủy và Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường sẽ ngày càng trưởng thành hơn, bỏ lại sau lưng những ồn ào không đáng có. Giờ đây, điều mà khán giả muốn thấy nhất là một nam ca sĩ tự lập, tự biết đứng trên chính đôi chân của mình.